Là anh không có giàu gì, bữa nay đi quay thì mang đôi vài ngàn đô đi quay, cái áo thì 700 đô, à dây keo xịt tóc 1.500 đô. Sao còn cái gì nữa không, chứ em thấy cái đồng hồ này cũng chiếu dữ lắm rồi. Ở bỏ đi. Ờ trời ơi, nói đồng hồ bỏ đi, cái hai chiếc nhẫn ở trên ở bỏ đi, ở bỏ đi nè, đó khoe luôn quý vị đi. Anh đâu có nói cái gì đâu. Trời ơi, còn đô bông tai nữa, gì hết trơn á, muốn xỉu luôn. Bánh đa cua là đặc sản ở tỉnh nào? Trời ơi, dễ. 15 giây bắt đầu. Ở đâu? Hội An hả? Ngân, Ngân chia sẻ với đồng đội đi. Hội Hải Phòng. Hải Phòng. Ủa? Bích, mày chơi nào vậy? Vậy là Otis copy bài của Pisa. Đúng rồi, em copy bài của anh á. À, em có là... copy bài anh Pisa rồi. Đây là một cái cách để mình thử coi bạn mình có tin tưởng được không. Đội trưởng là Nhung. Chiến mà thuật. Trong khi là Nhung chọn 4 đúng mà không ai copy hết. Đây, thôi mình nhường cho đó đi. Cho thôi đi. Anh Nhung. Quan trọng nè, mình chơi vui không, vui vẻ không quạo? Đúng. Cái mắt anh quạo lắm nha. Đâu có gì quạo đâu, có gì quạo gì? Quạo đâu? Bên đó chấp nhận trao đổi dữ liệu đầu tiên với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận trao đổi lại. Nhà này yên ổn rồi, không cần. À, muốn chia sẻ không chia sẻ thì thôi. Biết rồi luôn đó. Nếu như bậc thầy ẩn danh thoát thì chúng ta sẽ ra về tay trắng. Thì kệ đi anh, thì kệ đi anh, thì kệ đi anh. Trời đất ơi, sao con này? Trời ơi, má lật mặt con là con chát được. Dữ liệu muốn các người hãy dừng ấy một lại này. Anh sợ em rồi. Từ đây về sau em bớt chơi mấy game lưu hại não này lại nha. Tùy mọi người thôi, muốn tham gia chung với tụi em để tìm ra được bậc thầy thì mọi người vào. Ba cái tên nhưng mà là loại trừ một cái rồi. Em nghĩ là nếu như mà cái việc share với cả team anh Ba Châu ấy, mình sẽ dễ dàng để kiếm ra cái người nó hơn. Bản thân mỗi một người trong mình đều có cái người nhất định rồi. Em cũng có rất nhiều những dữ kiện để có thể nhắm vào cái người đó. Anh Huy, anh đứng đây, anh chỉ rằng là hai người mà tôi nghi ngờ là hai bên, thì Quỳnh và em. Trong khi em từ đầu giờ không có một cái dữ kiện gì để nghi ngờ ra là em hết. Cho nên em nghĩ là phải có vấn đề gì đó ở trong khúc này. Tại sao đừng có lộ tôi ra? Bây giờ vậy 50% còn lại nói luôn đi. Thôi bây giờ tôi sống rất là đạo đức, mỗi đứa đưa anh 50 anh nói cho. Và bây giờ hãy cùng với chương trình đi tìm luồng sáng. Bởi vì luồng sáng này chính là luồng sáng sự thật. Nhưng sự thật có bất ngờ hay không, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem bậc thầy ẩn danh có mang về 10 triệu cho riêng mình hay không. Xin mời ánh sáng. Ánh sáng phía dưới kia sẽ xác định được đâu là người được bình chọn nhiều nhất và có phải là bậc thầy ẩn danh hay không.